Hello, xin chào các bạn. Mình đang ở tại ngã tư Pasteur và Võ Thị Sáu, 165 Pasteur. Đây chính là cửa hàng mô tô phân khối lớn của hãng Honda. Tại đây Honda trưng bày và bán các sản phẩm mô tô phân khối lớn của mình. Trong đợt này thì Honda đem về Việt Nam 9 mẫu xe phân khối lớn. Và bây giờ thì mình sẽ cùng các bạn vào trong cửa hàng để cùng chiêm ngưỡng từng cái mẫu xe một các bạn ha. Vâng, bây giờ thì mình đã vào cửa hàng rồi. Logo Honda rất là nổi ở phía trước. Ở cái clip này thì mình sẽ quay cho các bạn xem lần lượt 9 cái mẫu xe và chỉ nhìn cái tổng thể bên ngoài thôi. Còn thông số từng mẫu xe và cận cảnh chi tiết thì sẽ hẹn các bạn ở 9 cái clip sau, mình sẽ quay chi tiết từng chiếc xe một. Và bây giờ thì chúng ta bắt đầu. Rồi bây giờ mình đi tham quan cái cửa hàng nha các bạn. Quay một vòng cho các bạn xem nè. Đầu tiên thì Honda trang bị một cửa hàng bán đồ bảo hộ rất là đẹp. Một lát nữa mình sẽ tham quan chi tiết. Rồi, chiếc đầu tiên là chiếc CB1000R. Cái này mình sẽ quay nhanh thôi nha, đi một vòng thôi ha. Rồi lát nữa chi tiết từng chiếc thì chắc có lẽ là phải dành mỗi một chiếc một clip riêng cho từng chiếc để các bạn chiêm ngưỡng các cái chính cái dòng xe Honda nhập về Việt Nam. Đầu tiên CB1000R. Thông số kỹ thuật ở đây các bạn. Mức giá CB1000R 468 triệu. Và ngay mặt tiền đường Pasteur thì Honda trưng bày hai mẫu xe đua. Chiếc đầu tiên là chiếc xe của Marquez RCV 213. Đây là phiên bản đua xe luôn các bạn. Bạn nhìn cái vỏ đầu đùa nè. Cái bô SC Project rất ngầu. Và đây là phiên bản đua xe, cho nên các bạn thấy là nó không có cái đèn trước nha. Tiếp theo là chiếc RCV 23 và đây là bản này là bản thương mại. Bản thương mại thì các bạn thấy là nhìn là thấy ngay, có đèn xi nhan, có đèn trước. Và đây là chiếc xe khủng nhất trong bộ sưu tập 9 xe mà Honda Việt Nam đem về. Goldwing. Mình quay chi tiết từng chiếc sau nha các bạn. Quá đẹp. Đây là thông số giá 1,2 tỷ Goldwing. Đây là bản CBR Fireflare. Đây thông tin của nó đây các bạn. Và
chiếc màu đỏ này là bản ST CBR 1000 RR SV thông số nè các bạn. Quá đẹp các bạn ơi. Một chiếc CBR 1000 RR Fastlane nữa. Cái này chắc là bản thường. Đây, bản thường. CBR 1000 RR. Bản thông số này là của chiếc này có 91. Cái nào? Cái màu đỏ đẹp á anh. Thì đúng rồi, hợp lý rồi. Và đây là CB500F. Nhìn rất là nhỏ gọn các bạn. Chiếc màu đen của CB500F luôn. Wow. Màu bản màu đỏ của CB500F rất đẹp. Thông số của CB500F này các bạn. Đâu khác gì đâu anh. Và ba chiếc xe đình đám trong đợt ngày vừa rồi với mức giá rất hợp lý cho dòng 4 máy, màu đỏ quá đẹp các bạn. Đây chính là CB650F. Đâu anh quay ra. Màu đỏ đẹp thiệt ha. Trong những cái màu đẹp. Màu đẹp quá các bạn ơi. Không nên phải xài cái dòng kia. Với mức giá 225,9 triệu các bạn, như là 256 triệu, quên 226 triệu chứ. Màu đỏ, màu đen và màu trắng, 6 xi lanh nha các bạn. Theo đây là CB500, Rebel 500. Honda làm mấy chiếc màu đỏ đẹp quá.
180 triệu cho một chiếc Cruiser 500 phân khối. Đây là chiếc Touring CB500X. Phải công nhận một điều là đợt này Honda ra những chiếc màu đỏ quá đẹp. Chiếc màu đỏ bột đô này. Đây là CBR650F bản Sport của chiếc CB650F. Cái này là Honda dán để tránh trường hợp bị trầy bình xăng khi các bạn ngồi lên đấy các bạn. Cái này cho ngồi thử luôn nha. Nón AGV, ốc khoác, giáp đai nỉ, giày giáp đai nỉ. Đây có bộ tập lái xe nữa.